Xin chào tháng 9 yêu thương nhá. Tháng 9 quốc khánh, cả tháng 9 khai sinh ra nước Việt Nam chúng ta. Hôm nay cũng xin chào buổi sáng bằng gần 100 tang quốc rồi. Bây giờ tiếp tục cùng chú Văn Nhân hôm nay chia sẻ với các bạn cái nâng cong đẹp nhất Việt Nam. Con quay về cho mình xem. Cho cháu trai này là vừa chưa mở hàng khai trương tháng 9 âm, à tháng 8 âm và là tháng 9 dương luôn. Đặt niềm tin vào cháu trai này, ngoan hiền lành. Đấy, đặt niềm tin vào cháu trai này. Đấy, để chia sẻ cho các bạn thấy. Đây cái nâng cong vẹo đẹp nhất Việt Nam đây. Kiếm được cái nâng cong vẹo hơn thế này là khó phết đấy. Còn đứng xa ra mọi người nhìn cái kia. Cô Hiếu nằm là thấy mỏi nâng chưa con? Hơi mỏi rồi đúng không? Bắt đầu giãn rồi đấy. Giãn rồi đấy. Quay mình chị. Trời ơi. Em không quay mặt chị đâu. Xem phải live stream mà phải giả tiền đấy. Xem đây. Phòng của mình chị đang chưa. Lại chị xinh. Cứ phải đưa lên người xinh rồi đưa lên màn hình. Xinh như thế này kéo thầy đi lên cái này triệu view. Trang Trang em chào thầy ạ. Thế Trang Trang con Trang Trang Tuyên Quang. Con Trang Trang hôm nay đâu? Nộn rồi, Trang Trang này là Trang Trang học trò à? Cắt cái này nhé thầy nhé. Cắt đi, ô thế không sang à mày ngồi ở đâu mà em chào thầy ạ à, kia. Trang Trang này là Trang Trang Đông Anh, không phải Trang Trang Tuyên Quang. Trang Trang nghe cứ như kiểu là lắng ấy nhỉ. Trang Trang đúng không? Bốn mũi mà nó bảo là nhẹ thầy này điều mấy khoảng mấy thầy để thầy tí gửi không cần đâu mà chị không cần bóp rượu đâu vận động khớp luôn. Thế nhưng có nhìn được chữ em chào thầy ạ à, kia không? Không. Sao mày không cận mà sao không nhìn thấy? Không cận mà. À có cận á, à? Không đeo kính được ạ? À? Mắt nó thành hơi bị xanh rượu đấy, không phải đùa đâu. 2 mét đấy nhỉ? Khoảng cách 2 mét này chị mới đọc comment bình thường. Nhìn điện thoại comment. Đây phải lưu giữ cái khoảng khắc này lại, sau này không già đến lúc này không nhìn được bảo ngày xưa trẻ bố cũng tinh lắm chứ đùa đó. Bác là xem món gì mình nhìn quang cảnh đẹp thế. Cái chợ bằng lũng ở trên Cao Bằng, chợ Châu Bò. À, ừ, cái chợ thì đông vui lắm. Ở những nước Việt Nam mình. Chợ này, một cái chợ này,
một con trâu của nó 40-50 triệu đấy anh, có con 70-80 triệu đấy anh, cả một cho anh cả chợ trâu nữa thì anh thành đại gia. có những con trâu trọi, trâu kéo gỗ của nó 70-80 triệu một con đấy anh ạ. Còn giá bình bình khoảng 40, bình bình khoảng 40-50 một con đấy, trâu to của nó đấy. Bò bình thường bây giờ mấy chục triệu rồi, bò con giờ xuất đấy 17-18 triệu bò. Xem cái thì còn gì là mặt ra này, ra này xem gì chúng ta cho nhà cái cách mắt như quả trứng bị lọt vào mắt này còn gì là chúng em sau cũng mất đấy, hai cái mắt này khi hết mặt thì ai được lấy sau chỉ có đi bung. Cái này cái quan mà không đấy này các bạn nhé, đấy các bạn không có cái thằng con con nó chỉ con thằng này cao, người nó đẩy lên thằng này một tí, quên người nam định lên trên này nó ở rẻ trên này chữ xe máy, cái thằng con mà ai hỏi nó hỏi thế đấy mà này là như đấy các bạn. Ô anh đến sớm nhỉ, anh qua về đấy nhẹ không anh, quay cho chú thấy nhẹ không, nhẹ hơn à, đấy tuyệt vời. Chỉ định xong chưa? Xong rồi à, ừ. Thế bác vào làm giường trong trước luôn cho bác còn về, con ngồi dậy thì nhà luôn cho, anh ngồi ngồi dậy. Sang em chào này. Vòng. Có điện thoại của anh kêu vào bông điện thoại là chào thêm. Kìa. À, chào thầy nhưng mà thầy hỏi nó là thế nó không đi học à, mà nó ở nhà nó em chào thầy. Hôm nay nó bảo nó nghỉ hay nó đi học? Hôm nay nó bảo nó vẫn đến mà. Ờ thế sao giờ này 9 giờ thấy em chào thầy kia thì chứng tỏ nó ngồi nhà thì mới em chào thầy chứ đi đường thì sao em chào thầy được? Gội đầu. Gội đầu. Sao biết gội đầu? Đang gội đầu ở quán à? Ừ, đang gần đây. Nhắn vào giờ. Nhắn vào máy rồi. Sau này có thông tin riêng à? À ô. Ngồi đây nhá. Ngồi đây chơi. Đấy nên là cứ bảo vậy sao trẻ con nó nói dối, toàn người lớn nói dối không để cho nó học cái nói dối. Xong là lại cứ dọa ma. Thế thì nếu nó không dọa ma nó biết ma là gì? Sao bảo mẹ đi vệ sinh nhá, kế đây đang ở trong nhà vệ sinh nó gõ cửa nó cứ mẹ ơi. À thế à? Ờ. Hôm nay bỏ mẹ thì toàn nói dối đi vệ sinh. Mình gọi cái gì đến trong nhà vệ sinh nó cứ mẹ ơi. Giờ là mày đi ấy rồi, không phải đi vệ sinh đâu. Đang gội đầu mà vẫn vào mạng thì nhắn tin em cho thầy được rồi. Hôm qua anh Trường về thấy đỡ không anh Trường? Đỡ à anh? Đấy em bảo anh yên tâm mà đỡ mà. Nhưng mà cái chỗ bỏ vai cái gáy này nó xương to, chỗ ấy đau. À, chỗ gáy bấm vào cái gì? Rồi, hôm nay giải quyết luôn cả gáy cho anh. Chú bị đau chân bên kia à? Chú đau chân bên đi. Chân bên nào? Chân là chân bên này. Còn chuột nó bó nó bóp chân bên này nhưng mà. Cái bây giờ cái giường dưới đang làm gì rồi định? Chú Mậu. Kiêm đã cao vào một giường thì trống. Giường ở dưới đang trống à? Một giường trống, một giường có hay nào? Rồi, thế rồi. Rồi.
chú nó cao. Ờ, nắp cao cho chú đạt đi. Sao? Thanh Nguyễn gì kìa? Nguyễn Thanh à? Đấy. Xuân Thanh. Sao? Ờ. Xuân Thanh khỏe nha. Thầy cách xa mày hơn 1 mét như thế này mày. Thầy bây giờ là ở cuối dòng sông rồi. À thế à? Thế bây giờ nhìn 10 trên 10 hết chưa? Nay đi đường nơi Văn Lương phải nhanh hơn cái đường. À đây, nơi Văn Lương phải nhanh hơn mà anh. Rồi, được rồi.